bữa nay có chuyện gì vui không? Kể cho em nghe chơi. Có một chuyện nè, để kể cho nghe mà không biết là vui hay buồn nữa. Đâu, chuyện gì? Chuyện vui hay chuyện buồn? Nếu chuyện vui thì cười ha ha. Chuyện là gì nè, hồi nãy á, chiều đi giao túi ngũ cốc. Anh đi giao giùm em cái này cho chị kia kia giùm em ơi. Cái đi chạy lại tới chỗ rồi cái điện cho bà đó. Bà bắt máy lên, bà nói gì nè: thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Cái anh mới nói với bà là: alo chị ơi, em giao túi của cốc nè, chị ra chị lấy giùm em nha. Cái bà nói nữa: thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Cái bà tắt máy. Cái hay bực bội vậy, cái điện thêm cút nữa. Bà cũng nói y hịch vậy luôn. Cái rồi bà này bà bơm hàng chắc luôn, bực bội quá đi về luôn, không giao cho bà nữa. Có một câu bà nói hoài, bà như là người máy vậy đó. Vậy là bà đó bà khóa máy, bà bơm hàng anh rồi anh nói gì vậy? Vậy là buồn yêu luôn, bị bơm túi mua cốc rồi nói gì nữa? Shipper gì như quần tay vậy?